Chú thêm sao nè? Khi anh ghé chợ Thơm lần này hình như 3 lần rồi phải không chú thêm? Có gì không anh Đông? Nói thiệt với vợ chồng em, anh Năm về đây trước là quý mến bà con, sau là cảm thông hoàn cảnh vợ chồng của hai em. Vì vậy hôm nay trước khi rời chợ Thơm, anh có chút đỉnh này để tặng cho hai em. Không được đâu anh Năm, em cầm lấy đừng nại. Số tiền anh giúp để hai em cất nhà, chứ ai đâu mang tiếng là dân đại tử mà ở đậu nhà người ta. Anh Năm, sao anh làm vậy? Tụi em... Mấy anh em mình đã kết tình huynh đệ, hai em quên rồi sao? Và lại anh có điều kiện thoải mái thì giúp nhau lớn hơn còn được. Huống chi chuyện này nhỏ xíu. Anh đã có lòng thì vợ chồng em không dám từ chối. Nhưng ơn này làm sao trả, khi mà tụi em nghèo quá. Trả trả cái gì? Anh đã nói rồi, chỉ mong hai em khỏe mạnh, chịu khó làm ăn ngày càng tấn tới là anh vui rồi. Với lại... Không được rồi anh Năm ơi. Chuyện gì mà không được? Dạ, tại vì đất này không phải của vợ chồng em, không biết người ta có cho mình cất nhà không nữa. Theo anh thấy chắc được đó em, vì dù sao chủ đất cũng là bà con với bên nội anh mà. Vậy thì sao tưởng ráng lo chuyện này nha. Làm sao chuyến tới tụi anh qua có chỗ lên bờ cho vui. Vậy chừng nào anh qua nữa? Trễ lắm là rằm tháng sau em à. Em đã bảo chứ, là khi anh trở qua nhà em đã cất xong. Cố gắng lên nghề hai em. Dạ. Ráng giữ sức khỏe, lo làm ăn. Dạ. Anh Năm về mạnh giỏi nha. Anh Năm về mạnh giỏi. Năm Di ta đúng là anh hùng mã thượng, trọng nghĩa khinh tài, phạm sáu tử. Tới tôi là đờn ông nè, mà thấy cái ngón đờn giọng ca cộng với dáng dấp hào hoa phong nhã của anh mà còn mê á, huống chi là phụ nữ yếu lòng. Thằng cha nội này á, mà đi tới đâu á chắc ồ mèo tới đó quá. Mày sao vậy? Người ta chưa kịp lui ghe á đã nói xấu rồi. Đừng ông gì kỳ vậy? Nói xấu gì đâu anh, đó là tôi khâm phục thằng cha đó chứ. Ngoại ơi. À, vô nước biển rồi, ngoại có thấy đỡ hơn không ngoại? Tụi con biếu ngoại hộp sâm để bồi dưỡng. Con ráng giữ sức khỏe, có cái gì thì kêu thằng Nghĩa nó làm. Đừng có ráng sức, lỡ xảy ra chuyện gì ân hận không kịp. Dạ. Ngoại cảm ơn con. Sao con không để hộp sâm này cho ngoại con uống? Ngoại chưa cần đâu con à. Thật ra thì cái này của ngoại con gửi biết cho ngoại. Ngoại nhận đi cho ngoại con vui bụng. Con cho ngoại gửi lời cảm ơn chị Sáu nghe. Dạ. Thôi, con về bển đi, cho bà ngoại nghỉ một chút. Dạ. Con đi nha ngoại.
Vô đi em. Nội. Cô thưa bà. Vô đi con, vô đây. Con hay tin bà bệnh, mà tới nay mới thăm bà được. Xin bà tha lỗi cho con. Bà biết con mắc đi thực tập mà. Ngồi, ngồi xuống đi con. Sao, con đi về hồi nào? Xuống dưới đó làm, có thành công không con? Dạ, dù thành công đến mấy, mà việc nhà vẫn chưa xong. Cũng như sức khỏe của nội không ổn, thì con cũng không vui nội à. Bà cho phép con vô làm nước cam cho bà uống nha. Dạ con má. Vô má. Con định làm nước cam cho bà nội hả? Dạ. Thôi khỏi, để bác biểu mấy đứa nhỏ nó làm cho. Con ngồi ở đây nói chuyện với nội cho nội vui. Alo, Hiếu hả con? À, dạ, tôi xin lỗi anh Bảy. Nhờ anh á, biểu đứa nào vô nhà, lấy cam tươi ra làm, rồi mang vô cho má tôi nghe. Cam của vợ thằng Minh Long, mua cho nội đó. Cảm ơn anh. À, nội ơi, hay là con sắm cho nội cái điện thoại di động vậy nha. Hổm rày nghe tin nội bệnh á, con chỉ biết gọi điện hỏi thăm, chứ có nghe được trực tiếp tiếng của nội đâu. Bà nội con bên đó có xài cái di động này không con? Con cũng định sắm một cái cho nội con, nhưng mà nội con không chịu. Con nói cũng tiện lắm bà. Chà, chắc ở ngoài quán đông khách lắm hay sao á mà không thấy đứa nào vô hết vậy ta. Dạ thôi, để con xuống dưới làm luôn cho nhanh. Thôi để đó Quý Chi làm. Hồi nãy con có nói như vậy hả Quý Chi? Dạ. Vậy bác xuống chỉ con chỗ cất ly ha. Dạ. Má mày thiệt, là ruột để ngoài cửa. Con Thanh Xuân là con Thanh Xuân, mà con Quý Chi là con Quý Chi. Tính cách, vị trí xã hội, mỗi đứa mỗi khác. Đâu phải cá mè một lứa mà ăn nói luôn tuồng vậy. Minh Long nè. Dạ. Hôm nay con có nghe ngóng tình hình bên đó làm sao không con? À bà nội à, hôm đó nội sao vậy nội? Má à, con với Quý Chi á, một đứa thì đi thực tập, một đứa thì đi làm chương trình. Đến nay mới được gặp nhau. Nhưng tụi con về nhà mình trước, rồi lát nữa con đưa Quý Chi qua Bến Tre sao? Con có nghe nói bà nội Quý Chi thế nào không con? Dạ Quý Chi gọi điện về, nghe nói hình như bà bệnh nặng hơn nội nữa. Chà, vậy là tuổi tác hai đứa có vấn đề đó. Dạ, con mời bà. Cảm ơn con. Con mời bác. Cảm ơn con. Em ơi. Ủa, ly của em đâu? Em xin uống nước trà thôi. Hay là hai đứa uống chung một ly đi, cho nó vui. Ha. Mấy câu đầu em đã nhuyễn lắm rồi. Chỉ giật lại bài lý con sáo với câu sáo thôi nghe. À, mà anh đặt tên bài là gì? Đêm họp bạc sau cùng, anh Năm hẹn con trăng sao sẽ về lại. Vậy mà nên anh đặt tựa là Đêm trăng nhớ bạn. Em thấy được không? Đêm trăng nhớ bạn. Đến nay đã ba con trăng, người đâu không thấy. Tựa và nội dung bài hát rất là phù hợp đó anh. Bà con lối xóm gặp đâu hỏi thăm đó, làm anh ú ớ không biết trả lời sao cho em. Nhất là mấy gia đình được anh mua quần áo mới cho mấy đứa nhỏ, cứ hỏi hoài à. Mà tội nhất là nhà anh Út La. Anh nói với em á, kỳ này anh nuôi một đàn gà,
để dành phần cho anh Năm hai con gà mái tơ. Thôi, mình bắt đầu đi em. Dạ. Người phương nào xa xăm, ai xuôi chi người đến nơi này, cho ơn nghĩa đông đầy. Chỗ phương này ngày đêm ngóng trông, bước chân nhân có quay về không? Sóng vỗ bờ ngàn năm khó ngăn, nhịp chèo cua chẳng ai khóc sao. Gió cuốn buồn hơi mắm chèo ơi nhắn tin, bóng chim tắm cánh hoài giọng cố nhắn. Sông nước mênh mông con thuyền xuôi ngược, vui với sông hồ quên cả bất tương tâm. Âu ơ, con cá lý ngư sầu tư biến nổi, con chim xa cành sầu côi biến ba. Trăng khuyết trăng tròn rồi cùng tay trong tay, như tháng bảy tình chất ngưu luôn say đắm. Vậy mà bước chân ai mịt mờ xa thẳm, để lại nơi đây điểm khắc khoái mong chờ. Anh ơi nghĩa kim bằng giới chỉ tan bồng hồng thì, em chỉ biết gửi qua tiếng nhạc lời ca. Mượn sông nước mái chèo mướn dần răng to, nói hai lời chờ đợi. Sao Tửng? Anh Năm. Anh Năm. Anh nghe hết rồi. Bài ca này em viết tặng anh phải không? Trong lúc chờ anh, tụi em tập mấy tháng nay rồi đó anh. Chị Năm sanh nên anh kẹt. Chị Năm sanh con trai hay con gái vậy anh? Con trai. Hay quay á, mà kho với nước dừa. Miếng thịt phải chặt bề lớn vậy nè. Dạ. Lửa thì để liu riu. Nước mắm ngon hảo hạng mà thấm vô rồi á, thì ông bà ơi, ăn bao nhiêu cơm cũng không đủ, hiểu chưa? Dạ. Nhớ, mỗi khi mà đã đụng đến dao thớt củi lửa, là phải tập trung vô làm, nghe chưa? Dạ. Ai hỏi gì, nói gì, chỉ trả lời bằng miệng thôi, không được trả lời bằng mắt. Dạ, con nhớ. Còn nếu muốn trả lời bằng mắt á, thì làm ơn tránh xa củi lửa dao thớt. Nhớ không? Dạ nhớ. À, má mày bà con với chị Hai Cao Phi phải không? Dạ. Tao nói cho mày biết nha. Dạ. Ở đây á, quân pháp bất dị thân. Ừ. Mày làm ăn siêng năng chịu khó á, thì tao móc gan móc ruột truyền nghề cho. Chứ mà còn ỷ á, dạ, con ông này, cháu bà kia, mà làm biếng, ăn dơ, ở bẩn á, tao không có xài. Thank you.
cha mẹ mày ông năm sáu, mẹ cha mẹ ông sáu năm. Má làm gì thấy ghê vậy má? Ui da. À. Bớ người ta, bớ thằng hai cà phê, bớ của ba phụ ba. Má có chuyện gì vậy má? Thằng bảy ốp nó. Ba thằng Trí sao vậy nè? Bớ người ta, cứu với. Cậu hai, cậu ra lẹ đi, ngoài trường có người sắp chết kìa, có bà ở ngoài đó nữa. Trời ơi, trời chuyện ơi, gì? Ông ơi, anh ba sao ông vậy? Ơi. Anh ba, tỉnh dậy anh ba. Lẹ, đưa nó đi cấp cứu đi. Lẹ lên. Để tôi cũng vô nhà. Alo, y tế cấp cứu, cấp cứu y tế. Anh hai, giúp giùm em, nói với vợ em, hề với em với anh hai. Em không biết bơi. Ôi dạ. Mẹ hả? Mày tưởng mày nhẹ lắm thằng Quy. Nằm xuống đi. Ôi dạ. Làm sao hóa giải được tình cảnh này hả ông? Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ quá ông ơi. Má đang nhớ tới cha đó em. Lần này má bệnh kỳ quá, tôi sợ lắm. Tội nghiệp vợ anh quá. Nghiêm túc chút đi. Hai đứa bay rình tao đó phải không? Về ngủ đi. Dạ. Má, con ngủ chung với má nha. Tầm bậy đi. Con ngủ với má, rồi bỏ cha nghĩa cho ai? Con hiếu thảo gần sanh. Thằng Nghĩa thì đi họp ở Hà Nội, mai mới về. Hai đứa bay phải có mặt ở nhà. Đêm hôm rồi xảy ra chuyện gì, còn chạy cho kịp. Thôi, về đi. Thưa má, con gì à? Con về nghe má. Thôi, đi em. Thank you.
Cô ba, anh hai nè. Mèn ơi, ai đi chợ vậy nè? Rồi ai làm tổng khẩu vậy? Thơm nức mũi luôn á. Dạ, anh Năm ra thực đơn, còn em với anh Bảy á thì đi chợ. Tổng khẩu á cũng chính là anh Bảy á chị. Ngon chưa? Đúng mùi cà ri Ấn Độ nha, đã thiệt. Chị có biết cà ri này ở đâu đem tới không? Ở bên Tiên Nga đó. Chữa ngán đang thèm mà gặp vậy á, không có khác nào buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Thôi Thím Sáu ngồi luôn đi. Dạ. Các anh cứ tự nhiên nghe. Dạ, em mời Năm. Mình ăn đi. Em mời Năm. Rồi, mời mọi người nghe. Hủ, em ăn xong chạy lẹ về bến, phụ với mấy anh em bên đó. Thả thêm neo cho chắc ăn. Tối anh về. Dạ. Dạ, bữa lớn cỡ này, ngày mai chắc tụ hội không được rồi. Chắc mấy ông cũng ngủ không được. Anh nè. Gì vậy? Quân chương ơi, phúc chia ly giọt châu nơi tầm ta. Trong tiếng sóng thiên rộng đã đổ liền. Từ đây hồ hơn tôi ta dính biết nhau đồ. Trời đất mẹ ơi, mưa gió lục tục, ai nghe được đâu mà hát. Anh, sau này con mình mà không biết ca hát mới là kỳ đó nha. Làm như nó ngấm vô máu rồi đó anh. Đi, anh đang mải con sông. Hình như chúng ta sắp được kéo. Chạy đi. Thank you.
sao vậy nè? Má ơi, má sao vậy má? Má ơi, có ai không? Má xíu rồi, đi bỏ cấp cứu. Má, thôi má. Thôi, tỉnh lại đi má. Má. Trời ơi, ở cấp cứu gì? Bật vai quá. Thôi, để má nằm đỡ nó đi. Má thấy trong người sao rồi? Lên tính cho nên con ngủ không được. Thấy ngoài trời mưa lớn quá. Mà má ở trên này có một mình, nên con qua đây coi má làm sao. Cũng hên là con qua kịp, chứ không thôi má té đập đầu xuống nền xi măng là nguy rồi. Má yếu tim. Ông trời sấm sét đùng đùng lớn quá nên má hết hồn, má xỉu chứ không có gì đâu. Má khỏe rồi nè, thấy chưa má? Không có con lên kịp, má có gì cũng mệt cho tụi con. Thôi mà má, tìm của má có vấn đề rồi. Để sáng mai con chở má lên bệnh viện tim ở thành phố. Thôi, hai vợ chồng em về nghỉ đi, để đêm nay anh ở lại với má được rồi. Canxi. Phục hoài. Trong chi dục giả lần lý biệt, cây cổ cò nhỏ đổi đẹp trường. Một thuở xa đi qua lòng heo mong lòng tan tình bạc bạc tiên một dài sông xanh lệ mắt. Trời ơi, đã bình tĩnh khi có nhiều lắm, còn có thêm triệu chứng của tâm thần. Trời ơi,
con biết không, tánh của má từ trước đến nay á, bất cứ chuyện gì má đều dung dén vô không à. Không phải là chuyện của má, mà đối với ai cũng vậy. Má toàn là dung vô không à, má không bao giờ xen vô để dạt cho người ta ra. Vậy mà bây giờ số phận đã như vậy rồi má. Má có buồn cũng không giải quyết được gì đâu. Theo con á, điều quan trọng là mình đừng có nên chờ đợi bên đó nữa, mà phải chủ động nói cho Quế Chi biết sự thật. Chủ động? Chủ động như thế nào? Mới đầu má tưởng dễ, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui á, thấy nó không dễ chút nào. Nếu như con Quế Chi cạn nghĩ, sau khi nó biết rõ sự thật thì nó phản ứng không hay. Con ơi, ân hận biết chừng nào. Má, mình lên nhà thờ nói chuyện đi nha. Phải chi hồi đó ông nói thiệt cho má biết, má đem mấy đứa nhỏ về nuôi, để sau này cháu con nó khỏi có lộn xộn. À, mà Bảy Châu nè. Dạ. Con coi nè. Kỷ vật của ba con để lại cho má, con có để ý gì không? Dạ, con không biết má à. Con không biết là đúng rồi. Hồi nào tới giờ, má cứ tưởng chỉ có mình má mới có sợi dây này thôi. Chưa có dẹ đâu, bà nội của thằng Minh Long á, cũng có sợi dây giống y như vậy. Hôm trước, bà đeo toàn ten trên cổ đó. Tại con không biết má có sợi dây chuyền này. Chứ hôm trước, bà nội của Minh Long đeo sợi dây chuyền giống như vậy, con có thấy. Mà thôi, mọi chuyện đã chắc như 2 cộng 2 bằng 4. Mà chỉ có hai má con mình biết, nên cứ càng rối, càng tối bù luôn, không biết đường gỡ. Mà càng để lâu á, có chuyện gì, chắc má chết quá con ơi. Ờ, tại sao mình không nói thiệt cho thằng Tư Ngang nó biết, để... Đừng, đừng má ơi. Thêm một người biết sự thật là gánh thêm điều rắc rối. Chẳng thà mình tìm cách cho Quế Chi biết là hay nhất đó má. Trong suy nghĩ của con, hồi nào đến giờ, trong mắt các anh chị, ba là một người cha hoàn hảo, nhân từ, quân tử. Này, nếu sự thật này bị phơi bày, con nói đúng, ba mày được tiếng quân tử nhân đức, còn má thì... Má cũng được tiếng rộng rãi, trung hậu, vị tha vậy. Vậy mà mỗi lần nhớ tới cảnh nửa đêm qua xương người đem xác chồng về, mà nghe tim mình như ai thọc dao vô vậy đó. Trong hoàn cảnh này làm sao mà dĩ tha đô lương được hả con?
mối hận lòng. Tuy là bị ép chôn với đại mộ, chôn chặt theo thời gian, nhưng bây giờ có dịp bây giờ cái đống tro tàn đó nó sắp bay lên rồi. Con ơi, còn lại là gì hả con? Hoàng gia nghiệp bảo, má phải nhân hậu như thế nào đây? Làm thinh chứ hai đứa nhỏ thành vợ thành chồng mới là nhân hậu sao? Má đồng ý, phải cho con Quế Chi đối diện với sự thật, nó phải chấp nhận với sự thật. Con thấy Thảo Quyên không? Nhưng mà cho con Quế Chi biết như thế nào đây? Làm không khéo nó bị sốc, lại gánh thêm hậu quả nữa. Bởi vì hoàn cảnh của nó với con Thảo Quyên á không có giống nhau. Phải chi nó lẳng lơ, dễ dãi trong cái chuyện tình cảm á, với ai á nó cũng quen, cũng đẩy đưa. Coi những cuộc chia tay là bình thường thì không nói gì chi. Đằng này nó kén lên chọn xuống không biết bao nhiêu người. Nó mà chấp nhận cái thằng Minh Long là phải biết cái thằng đó hạp nhãn với nó cỡ nào. Còn có thấy hai đứa nó đẹp đôi ghê không? Quế Chi nó sắp xong được thực tập, chắc nó sẽ về nhà trong nay mai. Ủa, sao giờ này mà anh chưa ngủ? Anh ngồi đó đi, em nói anh nghe chuyện này. Bảnh phu thê, công nhận ở trong cái nhà này má và em khoái ăn bánh này nhất. Ủa, ngày mai nhà mình đâu có chuyện gì mà em làm bánh này? Em làm bánh này á để cho má cúng ba. Mấy hôm nay á má cứ ở suốt cả ngày bên nhà thờ, coi bộ má buồn lắm đó anh. Sao em biết má buồn? Em thấy từ cái hôm bên đàn trai tới coi mắt con Quế Chi, kế đến á bà nội Minh Long bị xỉu bên nhà thờ, má của mình bệnh, buồn luôn cho tới bữa nay đó. Anh còn buồn, uống chi là má. Nhưng hình như người ta có hẹn ngày khác, người ta quay lại mà. Biết người ta có quay lại nữa không? Hay là... Nè, chuyện trăm năm của mấy đứa nhỏ, em nói vậy là sao? Đã có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe coi. Anh không biết thì còn ai biết nữa mà hỏi.